Hi, rất là vui được gặp lại các tình yêu trong clip của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của từ logic nhá. Là một từ mà hầu như trong các cái giáo trình sách vở chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy. Tuy nhiên lại có thể rất là dễ gặp ở trong các lời bài hát hoặc là trong những cái thoại của phim. Về mặt ý nghĩa đơn giản thôi, nó để nhấn mạnh cho sự duy nhất, không có một cái gì khác cả, chỉ có cái đó thôi. Ngay bây giờ thì mình hứa sẽ cho các tình yêu nghe thử những cái từ này ở trong các bài hát nó sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên sẽ là một bài hát ở trong phim Vườn Sao Băng, một bộ phim đã quá là quen thuộc đối với tất cả những người đã học tiếng Hàn rồi đúng không nào? One more time, 아파도 조금 더 사랑을 할 걸 너만을 위해 웃고 너만을 위해 울게 One more time, 저 하늘 뜨거운 태양처럼 영원히 너의 모든 걸 사랑해 오직 너만을 One more time. những cái tình yêu mà nghe thấy ở trong phần lời bài hát thì đó là 사랑해 오직 너만을. Chính ra thì mình đảo lại nó sẽ phải là 오직 너만을 사랑해. Bình thường mình chỉ cần nói là 너만 사랑해 đã có nghĩa là anh chỉ yêu mình em rồi. Nhưng khi mà mình thêm chữ 오직 vào phía trước thì sẽ nhấn mạnh rằng là em là duy nhất, yêu chỉ duy nhất một mình em thôi. Bài hát thứ hai sẽ là một bài hát rất là đáng yêu và nổi tiếng đến từ nhóm nhạc 2NE1. Bài hát có tên là 너 아니면 안 돼. Không phải là anh thì không được, tức là nhất định phải là anh luôn. Và trong lời bài hát thì sẽ có thể có những chỗ chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải là 너 아니면 mà là 너 아님. Thì đây chính là trong về văn nói, cái cách mà người ta nói tắt cái từ 아니면 thành 아님 nhá. 나의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게 안 돼도 내겐 오직 너 하나뿐 내 사랑이 너로 시작해 너로 끝나 이 자리에 waiting for you 너 아님 안 돼 No My only 노래 너 아님 안 돼 내 곁에 너 아니면 안 된다. Trong lời bài hát vừa rồi thì chúng ta sẽ nghe thấy có một câu hát đấy là 내겐 오직 너 하나뿐. 내겐 tức là 나에게는, đối với em thì 오직 너 하나뿐. Khi mà chúng ta có danh từ gần với 뿐이에요, 뿐이다 thì sẽ có nghĩa là chỉ có cái danh từ đó. Tức là đối với em thì chỉ có riêng mình anh thôi. Và 너 아니면 안 돼. Và nếu như mà không phải là anh thì không được, nhất định em phải có anh. Còn bài hát cuối cùng mà mẹ Hùng muốn đưa ra làm ví dụ ở trong clip của ngày hôm nay là một bài hát đã quen thuộc từ những thế hệ ngày xưa, bắt đầu chơi audition rồi. Và gần đây thì đã được tài tử điện ảnh Châu Trong Sóc cover lại. Bài hát có tên là Aloha. Cause your love is so sweet, you're my everything. 첫날 밤에 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 너만 바라볼 거야 Oh, you light up my life You're the one in my life 내 모든 걸 다 잃는데도 후회하지 않아 오직 너를 위한 변하지 않는 사랑으로 Rồi, thì trong cái lời bài hát vừa rồi chúng ta thấy có một câu đấy là 오직 너만 바라볼 거야 Nếu như mà bình thường mình chỉ cần nói là 너만 바라볼 거야 바라보다 là nhìn thẳng, nhìn về phía đó, đúng không? Thì chỉ cần nói như vậy là mình đã hiểu là anh sẽ chỉ nhìn về phía em thôi. Tuy nhiên vẫn muốn nhấn mạnh cái sự duy nhất, sự độc nhất ở đây thì người ta sẽ nói là 오직 너만 바라볼 거야 오직 너만 바라볼 거야 Hy vọng rằng với những khúc hát quen thuộc vừa rồi thì đã có thể khắc sâu cho các tình yêu ý nghĩa của từ 오직 để nhấn mạnh sự duy nhất ở trong tiếng Hàn. Và nếu như mà các tình yêu còn có những cái bài hát nào nữa mà cũng có xuất hiện từ 오직 như thế này thì hãy comment tên của những bài hát đó xuống dưới video này để các khán giả khác cũng xem video này có thể tham khảo thêm được nhá. Các tình yêu đừng quên theo dõi Facebook và YouTube của mẹ Hú nhá. Hẹn gặp lại các tình yêu trong những clip tiếp theo. Tiếp tục xe đi anh em ơi.